Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback số sàn quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe này cũng đã lăn bánh được hơn 7 vạn km rồi. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn ở chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 278 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback sản xuất năm 2018 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cả chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback sản xuất năm 2018 này các bạn nhé. Ở cái phiên bản này là cái phiên bản đủ rồi các bạn nhé. Lăn bánh được hơn 7 vạn, phiên bản 1.2. Phiên bản đủ đã lăn bánh được hơn 7 vạn km các bạn nhé. Màu trắng rất là đẹp đấy ạ. Chưa có bị xước sát gì cả này. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Phiên bản đủ cho nên là xe cũng đã được trang bị sẵn là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa rồi, màn hình các bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương và dàn lốp còn rất là mới đây các bạn này. Đấy, dàn lốp còn rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị xước sát gì cả này. Toàn bộ những cái cụm đèn, đây là cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu rất là đẹp luôn các bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện này. Đèn pha cũng chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đây là cái cụm đèn pha này, đèn gầm này. Phiên bản đủ thì xe cũng đã trang bị sẵn đèn gầm rồi các bạn ạ. Đấy, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là đẹp đấy các bạn nhé. Bên ngoài, nước sơn bên ngoài cũng còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Sơn zin còn rất là nhiều này. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Toàn bộ từ những keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này còn nguyên bản này các bạn nhé. Rất đẹp luôn, rất là mới luôn các bạn này. Đấy, vô lăng phiên bản đủ này thì xe cũng đã được trang bị là vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, màn hình sẵn theo xe rồi. Đấy, vô lăng cần số tay phanh đều rất là đẹp các bạn nhé. Nội thất thì là có ghế da pha lẫn mây nỉ rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Đồng hồ công tơ mét đây, tôi sẽ cho quý vị các bạn xem cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe các bạn nhé. Để tôi bấm. Đấy, đồng hồ công tơ mét, xe cũng đã lăn bánh được 7 vạn 9 rồi các bạn nhé. Rất là đẹp đây. Trần cũng rất là mới này. Chiếc xe này thì đã được trần bọc nỉ, bọc ni lông. Đấy, trần đã được bọc ni lông rồi cho nên là đều rất là mới đây các bạn nhé. Nội thất này, ghế da này. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ nội thất đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất hàng ghế sau đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và đây là cái phần cốp sau đây các bạn này. Cốp sau này, ốc cốp sau còn nguyên bản luôn các bạn này. Đấy, tấm chắn đồ này, lốp sơ cua này, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này. Keo chỉ này, các thứ này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên phụ đây, toàn bộ từ những cái phần keo chỉ này là cũng còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này, nội thất ghế sau này. Đấy, đều rất là đẹp luôn. Táp bi cánh cửa phía trước bên phụ này, keo chỉ còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này, táp lô, táp bi, vô lăng cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn nhé.
Đấy, một chiếc xe này khá là đẹp luôn. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc i10 2018 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.2 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp các bạn nhé. Đấy, và tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn, ở cái động cơ này là nguyên bản này, không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản, từ những ốc cabo này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, và rất là đẹp luôn các bạn ạ. Cam kết nguyên zin, không ngập nước, không có bị tai nạn gì cả. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 phiên bản hatchback, phiên bản đủ số sàn các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 278 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 hatchback 2018 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để bên dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cá nhân chúng tôi, số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.